câu hỏi tiếp theo ạ, cũng là một câu hỏi dành cho chuyên gia David ạ. Xin chào chuyên gia, tôi và bạn thân cùng mua một loại nước hoa giống nhau. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì chúng tôi phát hiện ra là độ lưu hương trên cơ thể của mỗi người lại khác nhau. Xin hỏi chuyên gia, lý do vì sao ạ? Mong chuyên gia giải đáp giúp tôi. Điều bạn nói làm tôi không ngạc nhiên, bởi vì như tôi đã đề cập lúc đầu là nước hoa thực sự là một câu chuyện của riêng từng người. Effectivement, deux individus qui vont acheter le même parfum vont obtenir des résultats différents parce que sur la peau, il va y avoir des réactions et le long lasting va être différent, la note de tête va être aussi différent. C'est pour ça que le parfum étant vraiment quelque chose qui appartient, qui est vraiment très très personnel, chacun doit choisir son parfum, le tester, le porter pendant plusieurs heures pour être sûr de faire le bon choix.